Em vẫn nhớ như in giây phút lần đầu mình gặp. Anh đẹp trai em nhìn mãi nhưng lòng vẫn e ngại. Anh vẫn nhớ bao nhiêu cảm xúc lần đầu em hò. Em thật xinh anh lặng thinh cứ mãi ngóng nhìn. Hôm nay ôi sao thật vui. Hôm nay hai ta thành đôi. Hôm nay ta đeo nhẫn cưới suốt đời. Hôm nay ôi sao thật vui. Nâng ly lên mọi người ơi. Nâng ly lên cho ngày cưới chúng tôi. I'm gonna say, I'm gonna say. Sao thật vui. Nâng ly lên mọi người ơi. Nâng ly lên cho ngày cưới chúng tôi. I'm gonna say, I'm gonna say. You gonna say, you gonna say. We gonna stay together, together forever. I'm gonna say, I'm gonna say. You gonna say, you gonna say. We gonna stay together, together forever. Nhấc tay lên nào, hãy đưa về bên trái. Nhấc tay lên nào, hãy đưa về bên phải. Nhấc tay lên nào, chúng ta cùng nhau nhảy. Nhấc tay lên nào, chúng ta cùng nhau quẩy. Biết đến cho tôi là biết đến party, là biết đến ngày vui nào ta cùng nâng ly. Nào hãy mới nhận bên có đông như trong CD. Nào hãy vui lên đi cùng ông bạn thân mình. I'm gonna say, I'm gonna say, you gonna say, you gonna say, we gonna stay together, together forever. Em nhìn đây thì hai đứa hai này cười cái đây. Thủ tục thứ nhất là còn lễ
ta xin dâu chúng tôi hoàn toàn chấp thuận. Thế và có lẽ là ta uống nước mời mà hai bên uống nước rồi thì là tất cả những lề đã đang rơi vào cả cống ba. Vâng. Khởi châu chúng đều không để xin dấu thì em sẽ cùng cảm ơn đại gia đình cả cái đấy là nuôi được ngán từ nhà rồi không phân kết quả rồi không thái được thưa thế nên là thành thật rất cảm ơn. Và cái chương trình ở đến kia thì là làm thế nào về trước lúc 11 giờ là mình vào làm lễ ra tiễn vì cái sáng nó cũng đi là cũng sẽ qua với buồn ấy thì hơi mắt đi đi lên cái chương trình thời gian ra nó mới truyền nó lấy ấy thời gian ta đã quy định đồng thời là về làm dâu của là bà Lê Thị Linh và cái lần nữa là ba thằng con trai của chồng mình ấy tôi xin chấp nhận về cả nó trai cả ông bà ra đi với cháu rồi nên chỉ sau con gà giờ thì xin ông ba quay về với cháu Do you wanna marry me? Baby, baby, baby.
thay mặt cho quan viên nhà trai cũng như quan viên nhà gái, cô dâu và chú rể, thay mặt cho những người làm chúng tôi hay xin được truyền tới toàn thể các cụ ông, cụ bà, các cô, các chú, các bác, các chị, các liệt anh, liệt sĩ, phù sa, phù rể và toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên gần xa chúng ta với những lời chúc khỏe, lời chào kính trọng nhất. Chúc quý vị và các bạn chúng ta vui trong sức khỏe, khỏe trong tâm hồn và chúc bạn trẻ chúng ta trưởng thành và thành đạt trong tương lai. Lời đầu tiên quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng chúc mừng cho anh Vũ Trường An một tràng vỗ tay thật lớn đi các bạn ơi. Thưa quý vị và các bạn chúng ta thân mến, chúng ta cũng đã biết rằng còn gì đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khúc cửa lết đôi, đúng là sắc hoa đơn mở bốn mùa, không bằng những phút đầy giờ tình yêu. Chắc trong kính mời, cụ ông thì xây trà thay thuốc, cụ bà thì xây nước xây trò, các bạn thanh niên thì mất nhìn mất tay cầm tay, xếp tay ai béo tay ai gầy, hãy cho nhau những ánh mắt nụ cười, trao cho nhau những gì muốn trao. Các bộ nhà ta vẫn thường nói, đàn ông thì phải ngồi với đàn ông, đàn bà thì phải ngồi với đàn bà, đàn ông mà ngồi với đàn ông thì như gốc như gác như trông như trà, đàn ông mà ngồi với đàn bà thì như gấm như lúa như hoa trên cành. Kính thưa các cụ ông sông nhà, các bà ngoài hiên, các niên ngày ngõ, các nhỏ trên giường, từ thời bắc trời truyền lại rằng thật là hôm nay vui sướng nhà ta, mừng cho hai bạn thật là xứng đôi. Bất đôi nhận được tin mừng ấy, vui vẻ cùng nhau đã đến rồi. Lần đầu tiên chúng tôi xin được tuyên bố chương trình đại lễ thành niên anh Vũ Trường An xin phép được bắt đầu. Toàn thể hậu hôn chúng ta cũng đã biết rằng con cha như núi Thái Sơn, nhìn mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng của mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Vâng, cây có gốc thì mới nở cành xanh lá, nước có nguồn thì mới biển cá sông sao, người ta nguồn gốc từ đâu, tất bỏ tiên trước rồi sau mới có mình. Cho nên đây ta hãy lắng nghe lấy những người bậc làm cha làm mẹ của chúng ta dần dò ta bước vào đời ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời vị đại diện đến từ quan viên nhà gái và một vị đại diện đến từ quan viên nhà trai hướng về sân khấu tình yêu để chúng ta cùng làm lễ giao dâu nhận rể của hai con ngày hôm nay. Xin được chào đón quan viên nhà gái và vị đại diện đến từ quan viên nhà trai, chúng ta cùng hướng về sân khấu tình yêu để chúng ta cùng làm lễ giao dâu nhận rể ngày hôm nay. Và lời đầu tiên là lời phát biểu giao dâu đến từ quan viên nhà gái, trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn, hôm nay sau một thời gian dài hai cháu Vũ và An tìm hiểu và đã đi đến thành hôn được sự đồng ý của hai gia đình và hai họ. Hôm nay chúng tôi xin đại diện họ nhà gái xin đưa cháu An về đây để làm dâu họ Phạm. Cháu An sinh trưởng trong một gia đình rất là có nề nếp, gia phong và đã được học hành, giáo dục tử tế. Tuy rằng cháu An cười có lớn nhưng chưa thật sự là có khôn. Mong rằng trong giai đoạn tiếp theo, trong gia đình họ Phạm chúng ta tiếp nhận cháu An về làm dâu sẽ tiếp tục dạy bảo cháu để cháu trở thành một người dâu hiền. Đồng thời hai cháu thương yêu nhau trăm năm hạnh phúc và hai cháu trở thành dấu hiền rể thảo của hai gia đình và hai họ. Một lần nữa trước hết xin cảm ơn sự đón tiếp rất nhiệt tình của nhà trai và chúc tất cả hội hôn chúng ta một bữa tiệc thật vui vẻ để chúc phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Chân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất là tâm đắc đầy ý nghĩa đến từ quan viên nhà gái để cùng chúc mừng trai con ngày hôm nay. Hội hôn của chúng ta thân mến, một cây làm sẵn nên non, ba cây trùm lái thành hòn núi cao. Nhà gái đã tỏ nội niềm, nhà năm đắp lái tình duyên mặn mà, hai bên kết nghĩa thông gia để cho con cháu đầm đà thủy chung. Sau đây là đôi lời nhận dâu đến từ quan viên nhà trai. Chân trọng kính mời bác. Xin kính thưa các cụ ông, cụ bà, quan viên hai họ, bạn bè thân hữu của hai cháu. Trước hết tôi xin thay mặt họ nhà trai xin kính chúc các cụ ông, cụ bà, quan viên hai họ sức khỏe,
bà đã có mặt ở ngay buổi trọng đại của hai cháu. Xin kính thưa quan thân này họ được sự đồng ý của hai gia đình hai bên, của chính quyền địa phương, hôm nay gia đình nhà tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu anh và Vũ. Trước hết thay mặt gia đình tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị quan viên hai họ và bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu có sức khỏe tốt, gia đình an khang thịnh vượng. Cùng mong trong ngày vui này xin các quan viên hai họ góp ý cho chúng tôi để có những cái gì mà chúng tôi chưa làm tốt, đón tiếp chưa nhiệt tình vân vân, thì xin mong các vị bỏ qua. Và thay mặt nhà trai thì cũng xin nhận được cháu An về làm dấu hợp phẩm, và cũng xin nữa với họ những ái là bên nhà trai sẽ cố gắng giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất cho hai cháu để hai cháu xây dựng gia đình trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu quan viên hai họ có một bữa tiệc vui vẻ nồng ấm, và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, trân trọng cảm ơn những lời phát biểu đến từ nhà gái cũng nhà trai đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Và ngay bây giờ trân trọng kính mời hai bác chúng ta cùng hướng vào nhau, và chúng ta cùng bắt tay nhau để kết tình nghĩa tâm giang ngày hôm nay. Xin phép được bắt đầu nào, hai bác chúng ta cùng hướng vào nhau và bắt tay nhau. Vâng ạ, bác nhà gái ơi, rồi ok, đúng rồi. Thôi chúng ta sẽ cho phép một dòng vỗ tay thật lớn đi các bạn. Rồi ok các bạn nha, cảm ơn các bạn. Và trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Toàn thể hội hôn của chúng ta thân mến, những người làm chương trình và những người làm MC như tôi thì chúng tôi luôn luôn làm phiền tới tất cả mọi người. Và ngay bây giờ thì Đắc mong muốn mọi người chúng ta cùng nắm lại một tí để chúng ta cùng hướng về sân khấu tình yêu anh Vũ Trường An ngày hôm nay, để chúng ta cùng chứng kiến những giây phút thiêng liêng, những giây phút cao quý, những giây phút tuyệt vời của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Sau khi quan viên nhà gái giao song và quan viên nhà trai nhẫn giao song, chúng tôi trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng tôi hãy làm lễ trao nhẫn cưới với sự chứng kiến của toàn thể hội hôn ngày hôm nay. Ngày vui đặc biệt của anh Vũ Trường An ngày hôm nay không bằng lời ca tiếng hát, mà còn có những món quà tặng phẩm đầy ý nghĩa đến từ nhà trai cũng như nhà gái được cùng chúc mừng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và để tiếp nối chương trình, xin được chân thành chào đón những món quà đến từ họ nhà trai. Đó là những món quà của những người mẹ và những người ông bà, chú bác, cô dì, anh chị em đến từ họ nhà trai. Chúng ta cùng chúc mừng cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên là món quà của những người mẹ cùng chúc mừng cho hai con. Mẹ ơi, dành tặng món quà cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Quà này bố mẹ tặng hai con, mong hai con hạnh phúc trên con đường đời. Chúc phúc bố mẹ có vài lời. Vâng, đây là món quà của những người bà trao tặng cho những người cháu. Và sau món quà của những người bà là món quà của các chú, các mợ. Và tiếp theo là món quà thay mặt cho hai bác và các dượng, các chú, các mợ, còn dành tặng cho người cháu của mình yêu thương đặc biệt ngày hôm nay.
mình và chúng ta cùng xây dựng với chút thời gian để tiết kiệm thời gian. Chúng ta sẽ chúng tôi còn đi tạm ơn tất cả mọi người. Các bạn trai, chúc mừng chúng ta sẽ chúng tôi chân thành cảm ơn món quà của anh chị em cô bạn rất là nhiều. Rồi ok, đã lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của mình. Và chân trọng cảm ơn họ đẹp trai đã hoàn thành trong nhiệm vụ của mình và nhường chỗ cho người khác. Các bạn chúng ta thân mến, vừa rồi là mình muốn lừa đến từ họ đẹp trai và công năng vẫn được mới vừa làm nơi nguồn năng tự tăng nguồn nơi quê cùng nước qua của mình để cùng chúc mừng cho cô giáo chúng tôi trong đại lễ thành hôn. Xin được chờ đón những món quà đến từ quan viên nhà gái, xin được chờ đón món quà của bố hai anh trai và chú bầu anh chị em đến từ họ nhà gái có những món quà tặng thầm đầy ý nghĩa của mình hướng về sân khấu tình yêu. Những món quà đến từ vợ nhà gái cùng chúc mừng hạnh phúc cho anh Vũ và Trường An. Xin chào cảm ơn và những khoảnh khắc lưu lại giây phút thật là ý nghĩa, giây phút thật là tình cảm của các nhà nhiếp ảnh gia cũng như hãng quay camera Sony. Xin chào cảm ơn các bạn đã rất là nhiệt tình với chút thời gian yêu quý của mình giờ về đây để cùng chúc phúc và chúc mừng cho anh Vũ và Trường An đứng ra chút thật là tuyệt vời của đôi nương anh Vũ và Trường An. Rồi, xin chào cảm ơn hai chị gái đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, chúng ta cùng trở về vị trí và ngay bây giờ các bạn chúng ta cùng nắm lại một tí để hướng về sân khấu tình yêu để chúng ta cùng tâm tình và nghĩa tình hạnh phúc trong cơ giới như vậy ngày hôm nay. Và kính thưa cô dâu và chú rể, ngày hôm nay là ngày đặc biệt của hai bạn và đắc lượng thì chứng kiến của hàng ngày lễ của hai bạn thì rất là hoành tráng và rất lưu hoàng và rất là ấm cúng ngày hôm nay. Vừa rồi thì đắc lượng nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ hôn sự cưới của hai bạn ngày hôm nay, nhưng mà thời gian của hai bạn còn đi chúc rượu và đi cảm ơn tất cả mọi người, cho nên là đắc sẽ sàng lọc ra hai câu hỏi ý nghĩa để dành cho hai bạn trong ngày đặc biệt của mình. Đầu tiên thì đắc muốn dành câu hỏi cho cô dâu Trường An. Kính thưa cô dâu Trường An, ngày hôm nay cô nhận được rất là nhiều món quà ý nghĩa đến từ bạn bè này, quý vị này, đến từ họ nhà gái này, họ là trai này, và đặc biệt là món quà cao quý nhất cuộc đời của cô dâu, đó là chiếc nhẫn vòng tay cầu hôn. Nhưng mà trong ngày đặc biệt ngày hôm nay, Trường An có muốn nhận thêm món quà gì đầy ý nghĩa hơn nữa để hôn trường cưới của chúng tôi dang rộng vòng tay của mình ra, dành trọn vẹn những tràng vỗ tay nhiệt tình. Cô dâu muốn nhận thêm món quà gì ạ? Thật sự là ngày hôm nay rất là cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của hai vợ chồng em ạ. Em vàng thì cũng nhận nhiều rồi. Bây giờ chỉ cầu mong là mọi người cho một lời chúc chúc phúc cho hai vợ chồng để vợ chồng sau này có cuộc sống hạnh phúc bên nhau, con cái đầy đủ đầy huê thôi ạ. Vâng, điều đó thì rất là ai cũng mong muốn rồi. Và MC muốn hỏi cô dâu rằng là ngày hôm nay cô dâu muốn nhận được thêm món quà gì từ người chồng của mình nữa? Đấy. Vâng, chú rể, cô dâu chưa nói mà chú rể lắc đầu rồi. Thế các bạn thế nào ạ?
Đó, để chú rể nha. Cô sao ơi, các bạn bảo rằng là muốn chứng kiến của hai bạn dành cho nhau một nụ hôn, có được không ạ? Món quà tiếp theo đó là cô dâu muốn bỏ chú rể đi, đó là một nụ hôn. Theo tôi nghĩ thì món quà này không có gì là khó, mà đi buôn đi được là lại lành vốn rồi cái chú rể nhỉ. Món quà này theo chú rể như thế nào? Hơi khó. Hơi khó à? Hơi khó thì một chàng vỗ tay đặt lên cho chú rể đông lực nào. Rồi, rất tuyệt vời nha. Còn ngay bây giờ cô dâu và chú rể ta cùng hướng vào nhau, dành cho nhau một nụ hôn đôi nha. Bây giờ nhà nhiếp ảnh ra và hãng camera. Ôi chú rể, cô dâu ơi, từ từ, chưa được đâu, phải nụ hôn môi nhá, hôn sai thì chết đấy. Nào MC đếm 1 đến 3 là bắt đầu nào. 1. Đứng yên nào. Đứng yên. Rồi. 1 2 3 bắt đầu. Rất là tuyệt vời. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thân mến, sống trong bề ngọc kim cương cùng các bằng sống trong tình thương của bạn bè, và ngay sau đây là những món quà đến từ những người bạn thân của chú rể. Xin được trân trọng chào đón những món quà đầy ý nghĩa đến từ những người bạn tuyệt vời của cô dâu chú rể ngày hôm nay. Những nhóm bạn thân của chú rể anh Phụ, trân trọng cảm ơn. Đúng là người ta thường nói rằng là sống trong bề ngọc. Cùng chúc mừng cho đất nước trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn. Ngày tràn đầy sự sẽ mặt phúc trên hai khuôn mặt cô dâu và chú rể của chúng tôi. Để chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng tôi những bông hoa hé mở sinh thánh tươi đẹp ngày hôm nay, đó là toàn thể quý vị và các bạn chúng ta đã có mặt đông đủ đầy ý nghĩa để cùng chúc phúc và chúc mừng cho hai bạn. Và để cảm ơn tất cả mọi người, chúng tôi lại trân trọng kính mời hai bạn chúng ta cùng xuống dưới hôn trực cưới, để chúng ta cùng đi từng bàn một, để chúng ta cùng đi chúc rượu và đi cảm ơn tất cả mọi người. Xin được trân trọng kính mời.
còn tim đôi ta khát khao tình yêu. Em như sao băng bay trong đêm nay, là một vì sao chiếu sáng quê đi. Happy, happy wedding. Nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi. Vô nè. 1
Mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng